Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Sửu. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Giáp Tuất, một tháng hỏa đối với cái năm Kỷ Hợi này. Phải nói rằng là những người tuổi Sửu thì năm nay là Ất Sửu, Quý Sửu là hai cái tuổi mà chịu khá nhiều cái sự khó khăn. Tại vì ngoài cái chuyện tỵ dậu sửu ba cái tuổi mà chịu thiên tai đó thì tuổi sửu của chúng ta cũng của các anh các chị của các bạn thì đều là bị thiên tai. Tuy nhiên là do chữ kỷ thì nó sẽ khắc quý và ất thì nó khắc kỷ, nó ảnh hưởng luôn cả phần thiên can và sao mạng không tốt, cho nên là người quý sửu, đặc biệt là người quý sửu và người ất sửu trong những cái tháng vừa rồi của năm Kỷ Hợi 2019 thì gặp rất là nhiều khó khăn, cả ở trong công việc lẫn cái tình cảm gia đạo không tốt đẹp. Đó là một cái điều mà mình có thể nói được là khó tránh khỏi. Tại vì là như mình đã nói rồi, là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì đừng có mong tránh. Nó chỉ đến sớm, đến muộn, đến nặng, đến nhẹ là do cái phúc của mình khi sống mà tạo ra được, để mà nó lướt qua thôi. Cũng giống như là mình hay nói, khi mọi người đi làm, mọi người chịu tích lũy bỏ tiền vào ngân hàng, đến lúc mọi người thất nghiệp, mọi người gặp khó khăn, mọi người lấy tiền trong ngân hàng ra mọi người xài, thì đi làm phúc, đi tích phước cũng giống như vậy. Mình làm chả có mất đi đâu đâu, đều để ở đó. Vào những năm mà vận hạn mình nó bị xấu thì mình sẽ được lấy cái phước đó ra để mình vượt qua một cách nó nhẹ nhàng. Tuy nhiên là như đã nói, tam tai thì cứ bao nhiêu năm, nó 10 năm nó lặp lại một lần, thì chắc chắn những năm đó nó sẽ gặp khó khăn xung khắc ở trong công việc. Thì người quý sửu thì cảm nhận rõ nhất trong năm nay. Ất sửu thì cũng có người bị người không, nhưng mà đặc biệt là quý sửu là phải bị. Tiếp đến cái tháng 9 này cũng không có nhiều cái sự tốt đẹp lắm đối với người tuổi sửu. Vì sao? Vì cái địa chi, cái trụ địa chi trong ba cái trụ xét về tử vi hàng tháng đó là mạng, thiên can và địa chi, thì địa chi ảnh hưởng về nhiều về tình cảm gia đạo. Thì cái trụ địa chi của chúng ta tuất sửu gặp tuất là bị người ta gọi là bị tử hình đó, cho nên là nếu mà nói là tử hình thì nó sẽ đem ra là thình tuất sửu mùi ha, tuất sửu sát nhau trong tứ hành xung nữa, cho nên là gia đạo chắc chắn, gia đạo tình cảm chắc chắn sẽ có nhiều cái điều không được tốt đẹp cho lắm. Thì chúng ta sẽ xét xem coi là cái thiên can của các tuổi sửu sẽ có bị xung khắc hay không, mạng có bị xung khắc hay không, vì nó còn ba cái trụ này nó cũng có tương xung liên quan với nhau, nó có gọi là liên thông với nhau một tí xíu. Thì đầu tiên hết á, em sẽ phải chia sẻ với mọi người là người Tân Sửu sinh năm 1961 với mệnh Bích Thượng Thổ. Thì người Bích Thượng Thổ, người Tân Sửu thì người Bích Thượng Thổ gặp cái tháng hỏa là bốn mạng được tương sinh, hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe, và không những tốt cho sức khỏe mà tốt cho phúc tinh và tài tinh. Vì thế là nó phần nào giúp cho cái phúc tinh và tài tinh đẩy lùi bớt những cái sao hạn xấu, đặc biệt là thái tuế đi xiên sau lưng, thái tế đi sau lưng của mình, vì đang nằm trong tam tai thảo thuế, có thể là có tuổi, có người tháng sinh thì bị nhập hạn, có người thì không vậy. Như vậy thì nó đã đần bớt cái sự xung khắc. Thiên can tân giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên là công việc cũng không có gì là quá khó khăn, có thì cũng nhẹ nhàng thôi. Tại vì nạp âm ngũ hành của tân là kim, nạp ngũ hành của giáp là mộc, cho nên là nạp âm của ngũ hành của thiên can là tương xung, cho nên là công việc nó có trục trặc đi nữa thì cũng nhẹ nhàng, đơn giản thôi chứ không có quá nặng nề. Ok, như vậy thì là đã đành. Địa chi thì sửu gặp tuất là thuộc nhóm tự hình, so với lục xung và lục hại á thì tự hình nhẹ hơn nhiều. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, hoặc là bên mạnh loại trừ bên yếu, cho nên gia đạo tình cảm chắc chắn sẽ có nhiều buồn phiền lo âu, không có tốt đẹp. Đó là cái tháng tử vi của tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người tuổi Tân Sửu, một trong những cái người mà
về mặt sức khỏe thì không có nói gì nhiều, nhưng mà đều phải để ý cẩn thận một tí xíu về việc gia đạo tình cảm, đặc biệt là các chị nữ rất dễ buồn phiền đối với cái việc chồng con nha. Tiếp theo đó là người tuổi Quý Sửu. Có thể nói trong tất cả người tuổi Sửu thì Quý Sửu năm nay là xấu nhất, xấu nhất so với người tuổi Quý Sửu thôi chứ không phải là xấu nhất trong lục thập ma giáp nha. Thì là vì sao? Vì cái chữ kỷ của năm nó khắc chữ quý, đặc biệt là mình bị ba năm tam tai, tỵ dậu sửu ba tuổi này bị tam tai. Mình tuy là chưa phải tam tai năm nặng nhưng mà do chữ quý bị chữ kỷ khắc cho nên là công việc nó cũng rầy rà rối rắm lắm, đặc biệt là các chị nữ. Người Quý Sửu thì mệnh mộc gặp tháng Giáp Tuất, tháng 9 này là hỏa, như vậy là mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe bổn mạng không được tốt, tiếp tục là một cái xấu về bổn mạng. Và đặc biệt khi mà bổn mạng bị sinh xuất á, là phúc tinh sẽ bị mờ, không tắt hẳn, không mất giá trị nhưng mà bị mờ đi, yếu đi, thì phá và bại tinh sẽ tiếp tục hoành hành làm nó nặng nề hơn. Thiên can thì Quý Giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của nhâm quý là thủy, giáp ất là mộc, cho nên là bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành của thiên can, rất dễ gây ra hao tốn tiền tài nhưng không quá lớn. Kết hợp với cái mạng bị sinh xuất thì cái mạng mà mộc sinh hỏa của các anh các chị ấy, lại thêm cái sinh xuất về nạp âm ngũ hành của thiên can thì cẩn thận mất tiền, đặc biệt là mất tiền oan lắm nha. Nó nhiều khi nó ra mình không thể khống chế được đâu. Địa chi thì cũng giống như tuổi Tân Sửu với Sửu Tuất là thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu với nhiều bên mạnh, bên mạnh loại trừ bên yếu, chắc chắn gia đạo cũng sẽ có những cái vấn đề trục trặc. Rõ ràng người Quý Sửu trong tháng 9 này với cái tử vi như thế này thì báo hiệu nhiều điều cả về bổn mạng, sức khỏe, rồi là gia đạo và công việc cũng rất là dễ gây hao tốn. Có thể là những cái xung khắc của này là gia đình sẽ là cái nơi mà người Quý Sửu sẽ phải tốn tiền hao tài ra nha. Cho nên là các anh các chị tuổi Quý Sửu nhớ cẩn thận, đặc biệt là các chị ha. Rồi tiếp tục đó là Ất Sửu sinh năm 1985 với mệnh Hải Trung Kim. Như vậy thì xét về trụ mạng, người mệnh kim gặp tháng hỏa là hỏa khắc kim, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận nhiều, việc xấu đề phòng tai nạn phạm thân. Mình cũng đã nói người hải trung kim 84-85 này nè là kim nằm trong nước, cho nên hỏa có khắc đi nữa thì nó cũng phần nào bị giảm đi cái tác dụng, không đốt cháy hoàn toàn mình nhưng cũng sẽ làm cho mình nóng nảy, không có tốt đẹp ở trong cái bổn mạng, sức khỏe nó cứ có vấn đề. Đó là những cái gì mà cái trụ mạng đem đến cho người Ất Sửu sinh năm 1985 ở trong cái tháng 9 âm lịch này. Thiên can thì giáp Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cả giáp và Ất đều được nạp âm ngũ hành mộc, cho nên có thể nói công việc tài lộc không có vấn đề gì xung khắc. Không có nghĩa là tốt nha, tức là không có vấn đề gì về xảy ra xung khắc nữa. Chứ còn mà nói tốt thì chữ Ất vẫn khắc chữ kỷ của năm, nó vẫn cứ có trục trặc từ những cái tháng trước đem đến cho bây giờ. Nhưng mà tháng này chắc chắn sẽ không phát sinh thêm. Vậy thôi, chứ còn đừng nói anh ba nói tốt mà sao em cũng chả thấy tốt gì đâu hết. Không có tốt, chỉ là không có xung khắc thêm thôi nha. Rồi, địa chi thì Sửu Tuất thuộc nhóm tự hình. Tự hình thì mình cũng đã giải thích ha, thì so với lục xung và lục hại thì tự hình nhẹ hơn. Tuy nhiên là cái chắc chắn rằng là với cái sự xung khắc của thuộc nhóm tự hình và thìn tuất sửu sát nhau trong tứ hành xung sẽ đem đến cái gia đạo tình cảm một chút buồn phiền và nhiều lo lắng, đặc biệt là với nam mạng. Người Ất Sửu nam mạng năm nay, vốn dĩ người Ất Sửu thì là nam mạng thì cục mịch, ít có tình cảm, không biết nói lời ngọt ngào, kim nữa lại hay chăm chọc người khác, hay cứng cỏi quá mức. Còn nữ mạng thì quá chi ly và quá sòng phẳng, cho nên là
người ất sửu nam mạng với cái bản tính của mình không có sự ngọt ngào, lại đang ở trong cái giai đoạn mà tình cảm vợ chồng rồi này kia nó cần cái sự ngọt ngào, sự tỏ ra một chút nhún nhường, thì người ất sửu cứ thẳng đứng mà đi, như vậy thì rất là dễ xảy ra trục trặc xung đột ở trong cái tình cảm gia đình. Thật sự mà nói, ở tuổi của các em thì thường là ở giai đoạn này là các em đã lấy vợ chục năm rồi, có con rồi này kia rồi, thì tình cảm chắc chắn nó sẽ không còn được như ngày đầu nồng ấm, quan tâm chăm sóc nữa. Bây giờ trâu mày lo đi cày kiếm tiền, gặp năm nó xung khắc nữa. Nhưng mà đừng có vì nói rằng cái năm xung khắc mà quên đi rằng là người phụ nữ vốn dĩ cần được cái sự quan tâm chăm sóc và nhẹ nhàng, biết nịnh một tí xíu thì chắc mọi thứ sẽ qua thôi. Đó là cái mình có thể chia sẻ với người ất sửu nam mạng như vậy. Tiếp tục, đó là các em trai em gái tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 với mệnh dạng hạ thủy. Trai Đinh Nhâm thì tốt mà gái mang chữ Đinh thì xấu. Rất là khổ tâm, hay suy nghĩ lung tung, người rất là mít ướt ha. Người đáng lẽ Sửu thì cứng cỏi nhưng mà riêng Đinh Sửu thì hay mít ướt, hay nước mắt chảy vào trong, không có chảy bên ngoài nhưng mà nước mắt là chảy vào trong. Thì người xét trong tháng 9 thì dạng hạ thủy, gặp tháng hỏa là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không được tốt đẹp cho lắm. Cần cẩn thận, đặc biệt là các cái sự va chạm nhỏ, chạy xước tay chân ha. Thiên can thì chữ Đinh, chữ Giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nhưng như đã nói, Bính Đinh thì thuộc hỏa, Giáp Ất thì thuộc mộc, cho nên có thể nói là tương sinh nạp âm ngũ hành, tạo ra cái tài lộc nhưng không quá lớn đâu, đừng mong chờ nhiều nha. Hy vọng rằng với cái tương sinh như này thì các em nữ rất là dễ có tiền. Đó là một điều tích cực. Nhưng còn cũng giống như địa chi thì cũng giống như các tuổi Sửu khác, với Sửu Tuất thuộc nhóm tự hình thì ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, và bên mạnh loại trừ bên yếu. Như vậy chắc chắn rằng sẽ không có nhiều tốt đẹp trong về mặt tình cảm gia đạo. Tuổi này thì mình nghĩ rất cũng rất ít người lập gia đình. Thường thì các em đang bắt đầu sau tốt nghiệp đang xây dựng sự nghiệp, cho nên là cái này coi chừng cẩn thận gây lộn với người yêu hoặc là cha mẹ hai bên gì đó. Cho nên là cái tháng này nó khiến ra cái việc như vậy, nên mọi người nhớ cẩn thận. Các em Đinh Sửu nhớ nha. Đó là những cái gì mà mình có thể nhắc nhở các em tuổi Đinh Sửu. Người cuối cùng của tuổi Sửu mình chia sẻ đó là người Kỷ Sửu sinh năm 2009, các cháu nhỏ và các bác lớn sinh năm 1949 với mệnh tích lịch hỏa. Thì người mệnh tích lịch hỏa gặp tháng Giáp Tuất, tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi cũng là một tháng hỏa. Như vậy mệnh là hỏa đồng hàng, bổn mạng sức khỏe không có vấn đề. Thì nếu như các anh các chị nào đang xem cho ba mẹ mình người có tích lịch hỏa, người Kỷ Sửu, thì đừng lo lắng cái bổn mệnh của các bác ở nhà, vì có một cái gọi là tháng có bổn mệnh không phải lo lắng. Các cháu nhỏ thì nhỏ quá thì mình cũng không quan tâm nhiều lắm, chủ yếu là về phần sức khỏe và gia đạo thôi, chứ còn làm ăn thì không có vấn đề. Thiên can Giáp hợp Kỷ, đây là thiên can thuộc ngũ hợp, như đã nói thiên can thì ảnh hưởng nhiều đến phần công việc, nhưng tuổi này một là lớn quá, hai là nhỏ quá không có làm việc, cho nên là mình bỏ qua. Mình sẽ xét về phần địa chi, đó là Sửu Tuất thì thuộc nhóm tự hình cũng giống như các tuổi Sửu khác, cho nên là có thể là các bác lớn sẽ có đôi chút gì đó gặp chuyện buồn phiền của gia đạo, nhất là những người con trai đem đến cho mình. Đó là cái mình mà có thể chia sẻ. Còn các cháu nhỏ thì nói thật sự ra là đang tuổi ăn tuổi học, không cần phải suy nghĩ tới cái nhiều quá cái chuyện mà buồn phiền ở trong gia đạo. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái tử vi vận hạn của tháng 9 năm lịch, tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi 2019, một tháng hỏa đối với mọi người tuổi Sửu. Có người đa phần thì là tất cả người tuổi Sửu sẽ có cái tháng 9
sẽ tạo nhiều cái buồn phiền lo âu trong gia đạo tình cảm. Còn có tuổi thì bị mạng không được tốt đẹp, có tuổi thì một số tuổi thì thiên can không được ổn định, có thể gây hao tài nhưng không quá lớn. Hy vọng rằng đây là thông tin hữu ích sẽ giúp được mọi người tuổi Sửu có được cái nhận định tốt đẹp mà biết phòng ngừa cái việc xào xáo trong gia đạo cũng như là cái bổn mạng của mình. Mọi người xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Sửu khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống hoặc là anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi, phong thủy, tuổi của người thân hoặc là của chính mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.